đối với gia súc ăn cỏ. Hiện nay thị trường trong nước đang có nhu cầu rất lớn đối với các loại thịt bò. Trong những năm qua, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều địa phương đã bắt đầu thực hiện chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, gia tăng các đàn gia súc ăn cỏ. Trong số đó, bò thịt, bò vỗ béo là một trong những đối tượng nuôi được hướng đến. Đối với ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi bò trang trại nói riêng, bên cạnh việc phát triển đàn gia súc có sức tăng trưởng tốt, khỏe mạnh, thì việc đảm bảo vệ sinh môi trường chuồng trại cũng là rất quan trọng. Xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đây là một trong các địa phương đang bắt đầu mở rộng các đàn bò thịt trong những năm qua. Anh Lại Văn Soàn hiện là chủ của một trang trại chăn nuôi bò thịt với quy mô chuồng trại lên tới hơn 1 hectare. Với đàn bò vào những mùa cao điểm lên tới 1.000 con, mang lại hiệu quả kinh tế cao và thu nhập ổn định cho gia đình. Vâng, thưa anh Soàn, có thể thấy là quy mô của trang trại nuôi bò nhà mình khá là lớn. Vậy thì anh có thể giới thiệu thêm về mô hình nhà mình được không? Mô hình ở đây thì triển khai ở trên một cái diện tích trên 1 hectare là trong quy mô chuồng trại, cộng với diện tích trồng cỏ là trên 9 hectare là trồng cỏ. Đầu tiên thì cũng dự kiến là nuôi độ khoảng tầm hơn 100 con. Quá trình chăn nuôi ấy thì thấy rằng là cái hiệu quả chăn nuôi của con bò AB này là rất tốt, hiệu quả thì cao. Do vậy là đã triển khai mở rộng quy mô trang trại. Cho đến hiện tại thì đối với trang trại chúng tôi thì quy mô đầy đủ trên cái ruộng, là diện tích mà chuồng trại thì nó khoảng 1.000 con. Thế thì thường xuyên là trong chuồng thì nó đạt tới khoảng tầm từ 4 cho đến 500 con. Hiện nay thì ở trang trại của mình chúng ta đang nuôi chủ yếu là giống bò nào và vì sao mình lại lựa chọn giống bò đấy ạ? Ở đây thì đối với trại bò nhà tôi thì tôi cũng đã nuôi rất nhiều các loại giống bò. Nhưng mà trong cái quá trình nuôi thì rút kinh nghiệm từ thực tiễn thì thấy rằng là nuôi cái con bò 3B là hiệu quả nhất. Do vậy là đối với trại thì 100% đang nuôi cái con bò 3B. Bởi vì con bò 3B này thứ nhất là nó rất khỏe. Thứ hai là con bò 3B này ăn rất là tốt. Thứ ba là nó có một cái lượng thịt thì là rất là cao. Thịt thì rất là ngon. Đấy. Thứ hai là giống thì lại dễ chọn. Giống thì cơ bản là chọn thì dễ hơn, bởi vì con bò này là con bò nó được sinh ra từ ở trong nước. Do vậy là nuôi con bò 3B là hiệu quả nhất trong tất cả các loại con bò này. Vậy hiện nay đầu ra cho đàn bò thịt của trang trại chúng ta đang xuất bán cho những đơn vị nào ạ? Đối với đàn bò thịt thì ở đây thì chúng tôi đã ký kết hợp đồng với một số cái lò mổ, một số cái công ty người ta chuyên giết mổ, nó có thương hiệu và có cái nguồn gốc xuất xứ để người ta đủ điều kiện để người ta giết mổ, để người ta về người ta thu mua bò ở tại trang trại. Cái lượng bò thì nuôi được bao nhiêu thì đầu ra là sẽ hết bao nhiêu. Với những cái thời điểm như thế này thì nói chung là bò này bán cũng tương đối là tốt. Vấn đề vệ sinh môi trường chuồng trại là một trong những điều đầu tiên mà người chăn nuôi bò cần quan tâm. Trong quá trình chăn nuôi, bò thịt sẽ thải ra một lượng lớn chất thải, nếu không xử lý tốt, không chỉ gây mùi hôi thối mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của đàn bò. Tại những hộ gia đình chăn nuôi bò thịt quy mô nhỏ và vừa, đàn bò thường sẽ được cố định vị trí để dễ xử lý vấn đề chất thải. Nền chuồng cũng yêu cầu khô ráo, thoáng mát, dễ vệ sinh. Tuy nhiên, hầu như việc xử lý phải làm thủ công, mất rất nhiều công sức và chưa thực sự hiệu quả. Trở lại với gia đình anh Soàn, sau khi xây dựng chuồng trại, đối với việc xử lý chất thải cho đàn bò, anh đã mạnh dạn ứng dụng phương pháp sử dụng đệm lót sinh học đối với nền chuồng. Không chỉ xử lý sạch sẽ chất thải, mùi hôi thối mà còn tạo thêm được một nguồn thu khác từ quá trình này. Trong quá trình chăn nuôi ấy, thì với dòng hộ gia đình của tôi là rất quan tâm đến cái việc môi trường. Đặc biệt là đối với cái phân thải, nước thải của con bò. Do vậy là cũng đã đi tham khảo và cũng trao đổi với các chuyên gia và nghiên cứu nhiều các cái mô hình. Sau khi rút kinh nghiệm từ các cái mô hình thì về chúng tôi đã triển khai ở cái hệ thống nuôi bò sẽ là nuôi bò thả. Sau đó là dùng cái đệm lót sinh học, đặc biệt là đối với cái mùn cưa để vào xử lý cái phân. Do vậy là
trong cái quá trình nuôi, kể cả nuôi một cái lượng nhiều, chúng tôi cũng không thải ra môi trường, kể cả từ phân bò cho đến nước thải của bò thì chúng tôi cũng đều thu gom lại để có thể là tái sản xuất, đưa vào để trồng ngô, trồng cỏ cho bò. Chuồng trại là rất là khô ráo, sạch sẽ mà không có cái mùi vị gì cả. Đấy, hiệu quả là đạt là rất là cao. Cùng với việc phát triển các phương pháp chăn nuôi nói trên, hiện nay nhiều người nông dân cũng chú trọng vào khâu xử lý chất thải bằng cách ủ phân hữu cơ. Với cách làm này, tình trạng phát sinh mùi hôi, khí độc được hạn chế đến mức tối thiểu. Cách làm này đã mang lại lợi ích kép cho người chăn nuôi khi vừa bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người chăn nuôi, vừa có thể tận dụng chất thải trong chăn nuôi để làm phân bón hữu cơ, giàu chất dinh dưỡng, cung cấp cho trồng trọt. Chăn nuôi Việt Nam thì chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tương đối cái thị phần tương đối lớn. Nó vẫn chiếm khoảng độ trên 60% về mặt số lượng và trên 50% về mặt sản lượng. Và thực chất ra cái đối tượng của cái chăn nuôi nông hộ này thì thực hiện cái an toàn sinh học chưa được cao. Mà cái những cái quy mô trang trại thì người ta thực hiện cái an toàn sinh học tốt hơn. Đấy. Và bây giờ thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đang phải khuyến cáo vì một số những cái liên quan đến một số cái bệnh mà chưa có vaccine thì cái cần thiết nhất vẫn phải chăn nuôi an toàn sinh học thì mới có thể đáp ứng được. Và kể cả một số những cái bệnh có vaccine chăng nữa thì cái việc chăn nuôi an toàn sinh học, rồi an toàn dịch bệnh, rồi thì thực hành chăn nuôi tốt cũng đều là cái yếu tố rất là cần thiết trong vấn đề phát triển chăn nuôi để đảm bảo cái tính bền vững trong cái phát triển chăn nuôi. Đối với vấn đề thức ăn cho đàn bò, do ảnh hưởng từ việc chi phí thức ăn chăn nuôi tăng mạnh trong thời gian qua, anh đã tự mày mò tìm cách khắc phục khó khăn này. Một số biện pháp anh đã áp dụng đó là tích cực sử dụng các nguyên liệu thay thế như rơm phơi khô, các loại phụ phẩm nông nghiệp như thân ngô được xay nhỏ, ủ chua, cho ăn kết hợp với cám trong giai đoạn tạo khung. Nhờ vậy, giúp bò béo nhanh, đỏ thịt, lượng mỡ rất ít so với bò ta. Trước kia là khi mà triển khai vào cái mô hình ấy, cũng rất đang lo về cái thức ăn, đặc biệt là thức ăn thô. Thức ăn thô đó là cây ngô cỏ là cũng rất là lo. Khi mà tăng đàn lên thì đòi hỏi là một cái lượng thức ăn là nó rất là lớn. Ví dụ như quy mô ở đây thì bây giờ nuôi nếu mà vào cái thời điểm nhiều nhất nó khoảng tầm 1.000 con. Một ngày nó ăn tới với khoảng 20 tấn thức ăn. Do vậy là cũng là phải tính toán đến cái phương án đó. Do vậy là chúng tôi đã đi vào trong cái vùng Thạch Thành, Thanh Hóa. Là chúng tôi đã có những quy mô là thuê đất rồi mua lại đất rồi cùng với bà con trồng những cái diện tích ngô rồi diện tích cỏ. Thế thì với cái lượng trồng trong đó thì chúng tôi đang trồng được khoảng hàng trăm hecta cộng với bà con vận động bà con trồng cùng với cái mô hình, xong đó là trang trại thu mua cái ngô rồi cỏ mang về để phục vụ cho trại nhà mình và phục vụ cho một số trại khác nữa. Thì đến hiện nay thì với cái lượng thức ăn thì cũng đã đảm bảo là rất là tốt, không phải lo như những cái thời điểm mà khi mới triển khai. Việc áp dụng công nghệ chăn nuôi trên đệm lót sinh học đang được xem là hướng đi mới và được nhiều địa phương quan tâm. Không chỉ thu được những kết quả bước đầu là không gây ô nhiễm môi trường, giảm chi phí, giảm bệnh tật mà đàn gia súc còn tăng trưởng nhanh, chất lượng thịt đảm bảo. Nhờ đó được người tiêu dùng ưa chuộng và giá bán cao hơn. Đây là mô hình mang lại hiệu quả và không chỉ với chăn nuôi bò, nó còn phù hợp với quy mô chăn nuôi gà, lợn, quy mô nông trại và trang trại. Khi mà giải pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học đang ngày càng khẳng định được lợi ích vượt trội, bà con nông dân cũng đã tích cực trong việc tìm hiểu, học hỏi các kiến thức mới về chăn nuôi. Từ đó góp phần thúc đẩy vật nuôi sinh trưởng tốt, nâng cao chất lượng thành phẩm và đảm bảo vệ sinh tuyệt đối cho chuồng trại.